qua tới giờ á trời mưa, mà trời mưa thì mình lại thèm cái món gì mà nó nóng nóng cay cay đó, thì cho nên là hôm nay mốc ban của chúng ta chính là một nồi lẩu hải sản đủ thứ. Thì lúc nãy mình có đi chợ mua về được hai dĩ hải sản như vậy đó. Bên này á là bào ngư nè, bào ngư 4 con là 20.000 won, khoảng 20 đô, còn sống nhăn nhăn như mọi người nọ đậm đậy nè đó, 1 con gì là 5 đô, 4 con 20 đô, khoảng 400.000 tiền Việt Nam. Sò mai, ốc biển, ghẹ, ghẹ này là 1 con cũng 5.000 nè, 6 con là 30.000, ba chục đô, 30.000 tiền Hàn là khoảng 600.000 đó. Một con mực nang hả, mực nang còn sống luôn nha, mà nó hiền quá, làm như nó đang thâu thớp rồi. Bên đây là sò điệp, sò điệp bây giờ nó nhỏ, nó hơi nhỏ hơn tháng trước chút xíu đó. Sò điệp tí hon, 1 con bạch tuộc đó, bạch tuộc này đó, đó thấy không, nó nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nè. Ủa thấy ghê chưa, giống trong phim hoạt hình mấy mụ phù thủy không. Tôm, tôm ngay đơ rồi, gớt luôn. Ngao đá, rồi một cái số con nghêu nhỏ nhỏ này, nhỏ nó nhỏ gì chứ là cũng bự lấy đó, cỡ này chứ không nhỏ lắm đâu nha. Thì con mấy con này mình ăn hải sản là phải có, thì cái nước hải sản của mình nó mới ngọt được đó, một cái rất là không thể thiếu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt mình nấu nha. Tiền thôi. Đó, giờ mình bỏ đậu tương vô, đậu tương nhà làm đó mọi người, với lại củ cải, một ớt vô nữa. Đó, thì mình bỏ sò mai vô trước tại vì nó bự á, với lại nó có cái vỏ cứng, cái con nào có vỏ cứng lâu trứng thì mình bỏ vô trước nè. Thì các các bà đi vào rồi các bà. Mẹ chồng mình nói là con bé hạt là con bé con bé khác với lại con nghêu thông thường, nó là nó cao cấp hơn á. Tên mình kế tục kế tục kế tục. Ủa ngao đá, sò điệp, sò điệp đi. Cô được sang mày được không? Có sâu mà cũng mắc sang. Ghẹ, trời ơi, ghẹ đắt thiệt á, con tới 5.000, con Việt Nam mình con như mọi người. Mà con bự là tới 20.000 nữa nha, con là con vừa vừa thôi, cỡ vậy kìa. Ôi mọi người ngộ quá, là mọi người nhìn cái con bạch tuộc nè, cái nó có cái gì mà lấp lánh lấp lánh lấp lánh, mọi người thấy không nè, nó nhúc nhích nhúc nhích nhích ớt nè. Bào ngư nè, rồi con sò, con ngao, con bạch tuộc, con gì mai nè, con 내려가면 또 뜨거운데 왜 내려가? 가만히 있으면 또안 뜨거운데. 이거 내려가면 내려가면 살것 같지만 또못 산다. 됐다. 이거 나중에. xong mình đậy nắp lại, đợi gần chín là mình mới bỏ cái con bạch tuộc vô. Ồ, giờ chín rồi mọi người, bây giờ mình sẽ dọn cho mình ăn nha. Nóng hổi luôn nè. Sò mai nè, tôm nè, bạch tuộc nè, cua nè, bào ngư nè. Còn nguyên mâm luôn. Cá bơ chứ. Rồi, bây giờ ăn cho mọi người ơi. Hả? Tôi mình xin đa. Mình không biết là phải ăn cái nào trước đây. Mình sẽ chấm với lại muối ớt Tây Ninh. Muối ớt Tây Ninh nó dắt chanh vô mọi người. Dắt chanh bỏ vỏ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mọi người ạ. Còn này là sau cơn mưa trời lại mát. Hôm nay thời tiết rất là mát luôn. Đầu tiên là ăn con sò đẹp trước nha.
chấm nước cho nên cái đã kẻ hăng mà đi hăng mê hăng mà đi thả được xe cô là người con cứ việc ăn đây chấm nước cho nên mời mọi người nè. Bố mẹ chồng mình thì chấm với lại tương ớt nha, ngon quá mọi người, rất là tươi ngon ngọt. Còn mình là muối ớt Tây Ninh. Ăn con tôm đây. Đi làm mà. Hà Dương gì? Hà Dương nó đang ngủ. Bà chồng mình nghe cái tiếng con mèo kêu tưởng đâu Hà Dương thế. Hà Dương chạy theo bà. Mình phải tranh thủ ăn khi mà nó ngủ. Kẻ ari tự đặt. Kẻ ari. Mẹ chồng mình nói con cua ngập trứng luôn. Nóng quá mọi người. Một bố mẹ cứ đặt này. Nóng quá. Ngọc trứng, ngọc trứng. Mà anh ấy xoay á. Kè ra. Nam giống cơm à. Mấy chiếc cái tầng cơ. Sao rằng nào chả. Chẳng cắt nổ ra. Cứ gửi hẳn bọn hề. Cứ gửi. Cứ gửi. Cứ gửi. Cứ gửi. Cứ gửi. 계란찜, 또 해. 네, 멸치예요? 멸치처럼 생긴데 해가지고 물에 다 팔아. 아, 조명해. 조명하나 조명하나 거기 안 나와 지금. 봤어요. 내가 한번 봤어요. 그거를 사야지. 딱 볼 때 다른 거 아무것도 하지 마 생각하고 딱 무조건 사야 돼 누나. 그걸 사야 되네. 그걸 해서 뭐 진짜 대박이다. 이름 뭔데? 나는 아는데 지가 몰랐어. Mẹ chồng mình nói mùa xuân đó mọi người. Ui, gọi là hepari. Ờ nè. Ở Hàn Quốc này có ra một cái loại cá gì mà nó trong suốt à. Nó mỏ nhỏ nhỏ xíu như là cá cơm như nhỏ suốt. Trong suốt thôi. Mà nó ra chỉ có một thời gian ngắn thôi mà mình mua không kịp. Hôm đó mình thấy ngoài chợ rồi. Hôm sau tính ra mua mà. Ra bán trơn luôn mọi người. Nên là cuối cùng không có cái video mất bao nhiêu mọi người coi. Mọi người coi rất là tiếc luôn. Mẹ chồng mình nó có đó ăn ngon lắm. Cá chứ có rồi. 아니 내가 시장을 안 나가니까 그걸 몰라. Mình thấy nhưng mà mình không biết. Xong mình về mình nói với mẹ chồng mình qua ngày hôm sau mẹ mình đi ra mua là không còn luôn. Lấy cái kéo này hớt mới được. Mày đi xe mà ba mẹ chồng mình ăn nhiều nhiều vô. Ngon lắm á, tươi ngon ăn. Đúng là sau cơn mưa trời lại mát. Cao bố chừng là tốt không nào làm cho anh nam thầy. Ừ, cái gì đó. Để xuống nó đến vậy thôi. Mẹ chồng mình có mấy con mực nang này. Thì một thời gian nữa là nó không có nữa đâu. Cái hàm mắt đi à, mấy bạn thầy. Một con là... Mã nền. Con là 200 ngàn. Mã nền là trẻ. Mà sẽ cao bố chừng mà. Mẹ chồng mình nói mực nang ngon lắm á. Nãy mẹ chồng mình nói là ở bên Hàn Quốc này người ta cũng dùng cái mực, cái nang con mực này nè để người ta cầm máu á mọi người. Bạn trúng nè, trúng rồi. Trúng.
우리 어제 아래층에서 훔치려는 음료수. 너 혼자야? 물. 너 혼자야? 사이다. 요거 저거 가야? 냉장고 있다, 이거. 나 어제 두 개 갖다 놨다. 괜찮아요. Mẹ chồng mình nói ngày hôm qua mới chơi ở dưới tầng 1, dưới nhà của em chồng mình, hai cái chai nước. Nó giống như là nước ngọt có ga vậy đó mọi người, nhưng mà nó không có ngọt nha. Nó lạc nhách nè, nhưng mà nó có ga, ngộ thiệt. Mực nào nó ngon thiệt á. Thôi ta, lúc này nè. Em mà, trả lời một chút. Em nói đi là cái mình cứ ăn nhiều đi. Để mà. Thôi hết cho mẹ ăn nè. Em nói đi nó, em nghĩ cứ sức không biết sao. Đi rồi á. Chứ, chứ không có được không được. Em nói được đi. Mẹ chồng mình nói thời của mẹ chồng mình là con này nó bự dữ lắm luôn bây giờ. Mấy tiêu cơ tụi mày. Nó nhỏ không? Chứ không có được không được. Bây giờ là không? Cái 진짜 큰 걸 진주 안에 들어있다. 안에 아마 진주가 딱 들어있다. Mẹ chồng mình thấy cái con sò mai này mà nếu mà thực sự nó bự nữa, ở trong đó nó có ngọc trai nữa mọi người. Ăn miếng này. Mẹ anh thấy cảm ơn chính chú hăng dậy tao này. À, bây giờ mình có một viên ngọc trai của con này nè. Chúng ta không chính chú ở đây. Nó cho ấy thì mày mở con. Thật nó dai quá mọi người. Cho kia hay rồi. Thôi đi coi. Đó là mà mà. Chụp đi. Sai đi, nó muốn cho kia hay. Thật con sò mai nó dai quá. Ôi lê gửi tụi nó. Nè, cục thịt nè, trắng tươi nè. 눈을 갖다가 찔대로 썰이죠. 납작이 썰이죠. 그래서 맛있어. 당연히 먹고 괜찮아. 갖다가 썰이. 지금 뭐 안 이렇게 사요? 응. 이때 한 마리는 이렇게 시킨다. 응. 이거는 이렇게. 이것도 먹어. 먹어. 얘네는 저기 너무 이래서. Bò ngư con 100.000 từ Việt Nam. Nóng. Chạp sơ xoay. Tiếng Hàn, tiếng Việt Nam á, tiếng Hàn Quốc mà cái câu mà dùng dành cho mấy người xưa mà mời nhau ăn đó mọi người. Chạp sơ xoay cái này. Chạp sơ xoay. Ta mình ốc xoay ổn rồi. Ủa này cả ủa này cả ủa là gọi hết rồi à? Thế thôi kìa. Nghe 바다 가면 호미가 다 때로 분명히 요만한 게 있어. 물이 쫙 내려가거든. 그러면 이만큼 깊이 파야 이게 있다. 다음에는 소나무. 뭐 chồng mình nói cái con này nó ở dưới sâu dưới cát dưới mọi người. 다음에는 소나무 앞에 한번 가고. 네, 옥 산 한번 올라가고. Ba chồng mình nó mai mốt rồi sang thượng ăn một bữa rồi ra ngoài sân chỗ cái thông nè mọi người, cái thông ngoài sân nè, ra đó ăn thêm bữa nữa. Giờ em muốn ăn cái đó. Em muốn ăn đó. Bé má sẽ ăn miếng bò ngư coi. Tao đang gọi vô đi. Tôi có gì vô đi làm hết kìa. Tôi sẽ cho tôi có gì vô đây. Tớt. Tớt. Tôi có gì rồi. Nhanh như nào? Cô chú chẳng mày quá. Cảm giác nhanh như nào? Tôi sẽ cho. Cái gì gặp quá? Super đẹp cũng. Chị Đại nói á, mai mốt làm cái dạng giống như là tôm với lại xúc xích với lại tớt sổ que nướng á mọi người, để mình đợi coi, mình đợi ngày chị ấy ra tay coi ăn con nhau đá này coi. Giờ học rồi, giờ cả tết này. Thôi ăn bánh là tốt rồi. Hà Vinh mới ngủ dậy nè mọi người đây. Tính bữa nay là không cho lên sóng rồi.
mà tự nhiên đang ngủ cái thức làm như linh tính thấy mẹ ăn đồ ngon á, phải thích gì ăn chung hay sao đó nha. Làm cuối cùng được lên sóng luôn. Sáng đi nó đi xuống nhà cô nó ăn chực bánh ở dưới một bụng luôn. Xong rồi nó lên nó ngủ. Anh ơi, 부드러운 빵을 사 가지고 하나 스테피나 안 온다. Mẹ cho mình kêu bánh gì mềm mềm á. Cho nó cầm nó ăn dữ lắm luôn. 아니, 이게 퍼퍼 안 먹어. 약았어. 약간 약간 이래 먹더라고. Con này á cái gì? Bánh mềm mềm mà nó ăn dữ lắm. 그냥 빵 부드러운 거는 사 가지고 잡혀 놓으면 잘 먹고 놀더라고 밑에서. Mà mẹ phái ra ngoài chơi lắm. Bây giờ đang ngồi ngoài sân vậy nè cho nên là phái lắm. Chứ bác kia xin được tôi chỗ à vô nè. Bác kia nãy anh chỗ lắm nè. Ừ. Cũng mới chăm bảy mươi. Chị con đang chơi. Chị con đang chơi. Cho hai vô ăn tôm nè. Sao à? Chào anh chị đã ở đây. Bố kia bố đã. À, nghe. Cứ lắm mà. Bảo anh đợi chú xe. Kẻ cách tên rồi. Để sao? Mẹ chồng mình nói ăn tôm sợ nó bị khó tiêu quá. Chắc là sợ cái gì vậy? Mày cứ mày cho nên là không có cho ăn nhiều. Ừ, tôi sẽ chắc là ăn rồi. Mặn thay rồi. Chắc là ăn này. Mẹ chồng mình kêu ăn đi không? Tôi có. Tôi hớt sẵn cho ông ăn rồi nè. Ngọt không? Ừ. Nè, số năm bên kia, nè, các kia. Mẹ chồng mình nói thì lỡ cái tay tao dính rồi để tôi lột cho mọi người ăn luôn. Chuẩn chết mời bạn. Bé khắp ăn nhóm này. Ờ. Nó ra các cô. Con bé khảo ra. Thịt nó nhỏ xíu nhưng mà nó vàng khè luôn. Chả gà. Con yêu nó chỗ kia thật. Con này là con nghe bình thường. Thôi kìa, hả chứ ra. Ở con chân mà chồng. Xe ông đa mọi người, xe ông đa bên này là chỉ đi giao hàng thôi. Giao hàng vòng 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 đi khu vực này nè, gà chiên nữa, được thức ăn nhanh nữa. Chúng chạy dèo dèo. Kế đó cái gọi tàu đó. Chứ chỗ đó mà xí xí đi cái ta. Chỗ đó mà đó. Chỗ đó mà đó xe. Cúp mưa cho mắt. Để hấp miếng nước à. Sốt sốt xem lên nè. Wow, cúc mừng. Chính chặt chịu rồi này. Em đi, hãy dùng đi bên xíu. Hãy dùng đi bên xíu. Tạ, tạ. Đi cung là của chỗ đây là. Nè, cho hãy dùng ăn miếng nữa đây. Ăn hết trong miệng, đầu la làng rồi đó. Nạo đá đó, nạo đá. Dạ, chút kia. Đi phá mừng đầu, chắc chắn chắc chắn. Cả giờ mình đang ăn, cái bà kia, quá dồn. Thì mới làm chắc chắn. Cái bà mà đi lại sửa máy nước cho nhà mình á. Muốn tư xin lắm. Muốn lấy gì lắm? Lấy không? Tôi thay nước. Chị ta đi, chụp ra. Để đây con, bà nội cho. Công nhận cái muối Tây Ninh này chấm thịt ăn ngon thiệt á. Anh chờ đi ăn thịt. Kim chi. Kim chi. Yeah. Ăn con cơm nguyên giỏ luôn. Ba đi nó mặn rồi. Nói đơn rồi. Chưa nằm ngoài.
Mẹ chồng mình ăn ít cơm lắm, cho nên là chia cơm cho mẹ chồng mình ăn. Cổ tung, cái tên cổ tung gì như vậy? Ăn từ cổ tung hết. Dạ. Ăn nãy giờ mới nhớ ở dưới con ốc đó mọi người. Đừng chung trả cây. Này. Ủa tôi kể cái này không? Cái này để ăn sức rồi. Để xíu nó nguội đây rồi chị Đại sẽ ra tay lột cho cả nhà. Nhưng mà cổ tông là soda. À soda á, soda, ốc biển. Chờ sao chị này mà yêu có cái gì thì ta chôn bộ vào đây. Cứ mở lô khăn. Đám giỡn là phải có. Yêu xin đây rồi là. Chúng ta bây giờ khăn cơ sát mà là sát sức. Đám giỡn là phải có con ốc biển này với cái bầu ngư. Là hai con không thể thiếu. Mà ba chồng mình phải ăn cái phần đuôi lắm nè. Cái bằng này là cái mài của nó. Ừ, cái mài đó. Ủa, cái mỏng chưa? Íp của chúng nó mỏng chưa? Cổ tông á? Cổ tông á? Cổ tông á? Hê. Mỏng là thật cổ tông. À, mẹ chồng mình nói là phải lấy cái phần nội tạng ở trong của nó ra mình mới ăn được. Tính ăn thêm con cua nữa rồi mà không có tay để ăn. Nhờ chị Đại lợt giùm thì ngại quá. Ba chồng mình cho Hà Vinh cạp con miếng cua. Con ốc này có vị đắng đắng mọi người. Sơmasis này yêu cô đồng trà ăn sáng đây rồi. Chợ sát đây tôi có thể không có sáng. À đây á. À, mình mua làm nè. Mua ốc là phải mua cái loại bự mới ngon. Cái đắng đắng. Hải ăn cái mới đi bụp bụp mầm, sẽ ngỡ mầm này kìa. À đây á. Chấm bùa tóc cái. À đắng quá. Hải ăn có đúng thế rồi nè. À đắng như thuốc luôn. Để ăn miếng này cho nó giả lại. À, chỗ cái sao lại này. Hai phát sao này. Hai đứng lại hai đứng trong cái xe này. Hai đứng. Hai đứng nó đang. Dễ dãy nè. Nè. Hai đứng. Cô gái có khuôn mặt của chàng trai. Thằng Thèo Hơ hồi sáng nó rửa mặt đó mọi người. Mẹ chồng mình hỏi nó là con có bạn gái chưa? Nó nói nó có rồi. Hỏi mấy đứa nó nói hai đứa luôn. Sáng rồi nó ra rồi nó rửa mặt nó vuốt tóc nó làm ghê lắm. Nó làm cho đẹp rồi nó đi gặp ghệ nữa. Mà hỏi tên gì nó không nói. Xong cái bà nội nó dụ kia đó nó nhỏ thôi. Mình một mình bà nội nghe thôi. Cái nó mới nói tên hai đứa bồ của nó ra. Có chút xíu xíu à. Đi cầu còn chưa biết chị đích nữa mà có bộ. Thì bữa nào mình gánh buổi sáng mình quay cái bữa cái màn sửa sạn của thằng Đại Hôi cho mọi người coi ha. Nó vô nó vuốt tóc nó rửa mặt nó làm như rồ nó đồ vậy đó. Đó, bây giờ mình ăn xong rồi mình đã uống nước cam đấy. Có ăn phải có uống chứ. Mời anh Đại trước một ly. Cái ly vật hình này là của mình đi. Đi giùm của chị Đại. Không, Hà Dương không được uống.
Rồi cho uống luôn hả? Backup 알지 않지? Backup이요? Backup이요? 이 Backup인데 아니 요만해. 아 진짜 작지? 앞에 보여주세요. 오늘 얘는 건 Backup다. 너 여기서 여기 뭐냐? 홍홍 해요. 색깔이 빨개. 응. 홍 대패. 그 비싸요? 뭐 Backup은 조금 비싸. 조개보다 비싸지. 어, 원래는 낙대. 조개는 이리 크다 이거. 아, 맛난 거. 많이 bà nội nhử mồi hà vui nè, như như là cá cắn câu vậy đó. Ăn chung đắng ai? Đói. Ăn chung đắng. Vậy. Không chơi. Anh đây. Vậy. Không chịu quá. Ta đang cười 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 cười. Ôi vậy. Làm nát chân rồi. Vậy kìa. Cái nốt nè. Nốt chị ba ghê lắm. Vậy nè. Vậy nè. Vậy nè. Đi có chút cá. Dạ. Lại bà nội cho con tôm kìa. Nó kêu không cho nó không nó ra như nó quậy. À, ăn đi. Chỉ biết sẹo cái hầm cung một cái. Sẹo cái gì mà mày? Dưới đó mày sẹo cái thâu thâu cái. Chưa mình được ăn cả. Chúng ta gọi sẹo cái gì thâu à? Hầm cung cái hầm hầm cái gì? Mày này hầm tao hầm. Tôi cái gì? Anh Đại nói bữa nào mua tôm thì nướng ăn. Tao mới là cái gì đó không thể. Nướng hải sản. Nhớ chút quá. Hay nhớ đi một chút quá. Mà xinh cũng mà cái gì mà xinh cả. Ừ, cái mồm lo, mày phun được đâu, nhưng cái cái tát ra được mồm lo. Tại hải sản á mọi người, cho nên là mình đổ nước nhiều vô thì nó hơi mặn. Thì ra đi. Nó ra từ nước biển này, nó sẽ hơi mặn một tí. Hà vô nó bốc khốp này. Hay vô nè, Hà vô nè, anh nhớ xin chào. Dạ. Ra. Ăn đi. Xin chào. Đó, xin chào. Muốn con cho chứ mà không được. Cho nó ăn nó phái rồi nó xin chào đấy không? Xin chào. Muốn con ăn chứ mà. Chem chem. Nói không? Chem chem là. Bù ba hay ba. À bù. Đang ngậm một họng biết nói được không nữa. Ơ bố cùng để tôi mới được chơi đâu vậy. À bù. Ở bù ba tiếng Hàn là cổng á mọi người. À bù ba. Ở bù ba tiếng Hàn là cổng á. À bù ba. Cho nên là nó nói được. Ơ bù ba hay ba. À bù ba. À bù ba. Chỉ cứ mới nảy phim mà. Chả ra gồm. Ơ bù ba. Ngậm một họng rồi cho nên dễ gì nói. Ba. Ít bè xin đi ra. À bù ba. Nhậm họng mày chém chém nói đấy ha, bữa hàng này chém chém là người nó bóp cái tay gì nè. Anh nhờ. Xin chào hai ba. Xin chào anh nhờ. Xin chào.
Dạ. Chem chem, chem chem. Chem chem này giống như là bên Việt Nam mình mà cái gì mà con nít bên Việt Nam mình hay làm đó mọi người, dạ kiểu vậy á. Chem chem, chem chem. Cái sản phẩm phẩm của mình là hai ba loại một cái, phải phải cái nó cũng. 밥에 빨간 나 한국의 전통 음식이래. 전통은 아닌데 옛날에는 흰밥을 많이 먹었어 보니까. 건강밥에 건강밥. 영양밥. 건강을 찾아서 먹. Mẹ chồng mình nói là chắc người chứ có nhiều người sẽ hỏi là tại sao mà ăn cơm nó có màu tím đúng không? 영양밥. 당노 뭐 해랍 그런 것 때문에. Mình mới nói là có rất là nhiều người hỏi thì mẹ chồng mình mới nói là. Tại vì quan tâm tới sức khỏe mọi người. Mình ăn cơm có gạo trộn như này nè thì nó sẽ không có bị tiểu đường, cao huyết áp, bệnh này kia kia nội trong người mình rất là tốt luôn. Thì mình có làm video gạo trộn ở tập 75 mấy gì đó, mọi người nhớ tìm xem lại. Gạo màu đen. Thì... Mọi người hãy nhìn phiên bản của ông nội hồi nhỏ đây. Hai người một khuôn mặt nè, đó, mọi người coi kìa. Cái mặt ông nội luôn. Hai đứa thầy đã xin ông. Mà xin ông rồi. Chú vô hẻm coi. Rồi, mà bây giờ mình quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký, like và comment cho về quên mẹ bị sữa. Bye bye. Tạm biệt. Hãy vô nào, tạm biệt đi con. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt thế nhỉ. Tháng mình còn gì lỡm lạnh gì bye bye. Kiểu lạnh nó lại giật lại lại tạm biệt. Xin chào các bạn, xin chào ở chị, xin chào anh chị, xin chào, nhìn cái gì vậy, xin chào tạm biệt, nhìn đằng này nè, xin chào bye bye.